ông Putin, Nga không lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Tổng thống Putin nói Nga và Trung Quốc không tìm cách lập liên minh quân sự hay chính trị, bác bỏ lo ngại từ Ủy ban Chiến lược Quốc hội Mỹ. Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần, chúng tôi không tìm cách hợp thành một liên minh quân sự hay chính trị nào đó, chỉ có người Mỹ làm như vậy. Hơn nữa, họ đang ép buộc các đồng minh của mình giảm quan hệ với Nga và Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn hôm 15 tháng 10 với kênh Russia 1. Tuyên bố được ông Putin đưa ra sau khi Ủy ban Chiến lược của Quốc hội Mỹ cuối tuần trước công bố báo cáo cho rằng Mỹ phải sẵn sàng cho kịch bản xảy ra chiến tranh đồng thời với cả Nga và Trung Quốc. Bằng cách mở rộng lực lượng thông thường, tăng cường liên minh và thúc đẩy chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân. Chúng tôi lo ngại sẽ có sự phối hợp nào đó giữa hai nước, khiến Mỹ lâm vào cảnh lưỡng bề thọ địch, một quan chức cấp cao Mỹ tham gia vào quá trình soạn báo cáo cho biết. Ông Putin cho rằng việc Ủy ban Chiến lược Mỹ đề xuất nước này nên chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga và Trung Quốc là vô nghĩa. Tổng thống Nga cũng cảnh báo rằng bất cứ cuộc chiến nào chống lại Moscow sẽ dẫn tới cấp độ xung đột hoàn toàn khác với chiến sự Ukraine. Ông Putin nói rằng ý tưởng về cuộc xung Nga, Mỹ không phải là suy nghĩ bình thường của người bình thường. Nếu nói Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột với Nga, chúng ta đang tuân theo nguyên tắc cổ xưa, nếu muốn hòa bình, hãy sẵn sàng cho chiến tranh, ông Putin nói, thêm rằng Nga muốn hòa bình. Ông chủ điện Kremlin còn cảnh báo thêm, gây chiến với cả Nga và Trung Quốc là điều vô nghĩa nên ông coi đề xuất từ Ủy ban Chiến lược Quốc hội Mỹ chỉ là cách để dọa nạt người khác. Nga, Trung Quốc duy trì quan hệ nồng ấm, trong khi Washington coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Moscow là mối đe dọa quốc gia lớn nhất. Ông Putin dự kiến thăm Trung Quốc tuần này nhằm tăng cường quan hệ song phương. Giới chuyên gia nhận định Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga chống chọi loạt lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ và châu Âu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.